আমার নাম নাসিমা বেগম, বয়স 29 বছর। আমার ছেলে মেয়ে দুইটা, ছেলের বয়স 10 বছর, মেয়ের বয়স 2.5 বছর। বড় ছেলে যখন 2 বছর জন্মের পরে চাকরি করতে পারি নাই, বড় ছেলের যখন 2 বছর বয়স তখন আবার চাকরিতে জয়েন করছি। দেশের বাড়িতে রাখার লোক পাই নাই, আম্মার কাছে দেশের বাড়িতে রাইখা আইসি। 7 বছর পর্যন্ত আম্মার কাছে আসিল।叫吴永顺，11岁，来自湖北，在老家一个人，有时候我和我哥一起，爷爷奶奶在隔壁。那你平时能见到你爸爸妈妈吗？要赚钱。什么时候最想他们？哭的时候。因为只有一年一个月嘛，4年了就4个月。আমরা যারা কাজ করি সেসব মায়েরা সময় পায় না, বাচ্চা রাখতে পারে না কাছে, নিজের কাছে এটাই কষ্ট। বাচ্চা যারা বাসায় থাকে হেরা রাখতে পারে, হ্যাঁ কোনো কষ্ট নাই। ফ্যাক্টরি আমাদের জায়গা করে দিয়েছে বাচ্চা রাখার, ওই জায়গায় বাচ্চা রাখা পরে কাজে আসি। আর সমস্যা হইব না হইব হেরাই দেখতে পারতেছে, আমার কোনো টেনশন লাগে না। লাঞ্চের টাইমে আবার খাওয়া দাওয়া করে পরে আবার বাচ্চা যে খাবার দিয়ে আমি আবার আসি।去了个夏令营，我在里面哇，学业有时候抢不到篮球，还有学，一学习跳舞，画画。这个暑假玩的很开心。我说来呀，因为好玩呀。Em tên là Trần Thành Nam, em 17 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Bình Dương. Hiện tại thì em đã nghỉ học từ năm 15 tuổi rồi. Tại vì một phần là mới chơi, với lại là em muốn đi theo con đường riêng của em, là muốn đi làm, kiếm tiền và duy trì ước mơ. Cho đến giờ thì hiện tại là có một sự hối tiếc, nhưng mà thời gian cũng đã qua rồi. Em tại mình mày hoàn đến phải tại mình tại sang anh phải sao dùng mà sao luôn à sao lên đi bộ sao sao mình được hai nào rồi nè anh thấy à bảo nó đi phải đó là giang của má là giang sát đây mà rồi anh chị nào giang đã lùi giá tiền đi, mẹ tôi à, này mới sinh nhật lùi mẹ đấy, giang thôi là mẹ lùi mẹ đấy, anh giang mới sinh nhật lâu đã lâu lùi làm gì à, và anh chị nhà sát đây cả sao sát làm gì? Nếu phải so sánh công việc hiện giờ và trước đây thì công việc hiện giờ của em nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Về mặt thời gian thì em được dành được nhiều thời gian nghỉ hơn cho cả trong ngày và trong tuần. Còn về mặt tiền lương thì nó cũng thấy được sự khác biệt rõ rệt.
Còn về môi trường làm việc thì nó hòa đồng hơn với giữa người với người. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của những đồng nghiệp cũ, cũng như là biết được nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề, nghề nghiệp và những thứ mình chưa từng trải nghiệm qua. Em sẽ tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong tương lai. Để đạt được cái hy vọng và kế hoạch đó, em phải cố gắng làm việc để nâng cao tay nghề. Bạn cũng mầm chị ghê luôn đấy. Cô và cô bạn của chồng đặt lại, anh nhìn rồi là cô bạn của chồng đặt lại. Cô chơi gì rồi là tôi nhá. Tất hai chơi gì ở bồ bồ lô và lấy sai nhì ăn này quá. Cô lại là được lâu kì ai luôn mà. Chị, cô chỉ nói này sai nó cứ đọt tao vậy. Chỉ nói phải tin nhá mầm đặt kì. Em nhìn chị tin ai bị quay lại chị nào. Chứ nhá nhìn chồng đặt quay thì mình sẽ bắt được chồng đặt quay rồi. Nhìn sai không phải là chị nào.